Đúng. Đốm ơi, đốm, xuống ăn bánh nè con. À, có bánh, có bánh. À, bánh gato, thích quá, con ăn được chưa mẹ? Đi vô rửa tay đã con. Mẹ có việc phải đi. Đốm ở nhà ăn bánh, uống sữa xong rồi học bài nha con. Dạ. Sao ba đứa lại vẽ lung tung lên tường vậy hả? Đốm, con giải thích cho mẹ coi. Dạ thưa mẹ, tại dạ, tại vì đốm làm đổ bánh và sữa. Nhưng mà vì sợ bác la nên mới nhờ tụi con vẽ. Tại con lâu ngoài mà không có sạch nên thôi đừng khóc nữa, mẹ hiểu rồi. Chà, nhìn kỹ thì bức tranh cũng đẹp đó chứ. Thì không bác. Đẹp không bác? Là tụi con vẽ đó. Nhưng các con phải nhớ một điều nè. Lần sau phải biết dũng cảm nhận lỗi do mình gây ra. Hiểu chưa nè? Dạ, dạ hiểu. Bây giờ thì có ai muốn ăn bánh kem nữa không ta? Dạ con. Con. Ba mẹ đi thăm nhà bà con, đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp. Đốm ở nhà ngoan nhé. À, hôm nay chỉ có một mình ở nhà, thích quá. Trước tiên mình phải làm gì đây ta? À, phải rồi. Ngồi đi mấy bạn. Công nhận không có ba mẹ ở nhà sướng ghê. Muốn coi kênh nào thì coi. Ừ, đúng rồi đó. Coi TV xong tụi mình làm gì nữa đốm? Tất nhiên là chơi rồi. Ai chiến thắng người đó sẽ được kho báu. Dạ. Dạ 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 dạ. Bây giờ sẽ là trò súng nước. Bằng chiếu, bằng chiếu. Bằng chiếu, bằng chiếu. Xiu. Bùm. Bùm. Bình. À à. Bằng bằng bằng.
Bây giờ sẽ là trò chơi họa sĩ. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đó. Mẹ không cấm các con chơi, nhưng mà chơi xong thì phải nhớ dọn dẹp gọn gàng nha. Thôi, các con rửa tay rồi xuống bếp ăn bánh nha. Ba mẹ có đem bánh về nè. Dạ. Sao lại có khói? Tiêu rồi. Anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi. Đố ai tìm được ta? Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đốm ơi, đốm à. Đốm ơi, đốm ơi, đốm à. Đây là đâu? Vô ít thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa. Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét, chứ mừng hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tuyệt hảo của ta. Không, không, thật ta dài lắm. Mẹ ơi cứu con. Một cho thêm muối vô, hai cho thêm muối vô, ba cho thêm chó vô. Chó đớp khóc nhẹ. Khóc nhẹ. Tôi cái này cho tội ham chơi nè, dám đi một mình nè. Ôi da, tôi ngươi nên giảm cân nha, đồ mập lù. Không, ta hứa mà. Nên ngươi thả ta ra. Không còn kịp rồi nhóc à. Không sao rồi. Thôi, về nhà nhanh mới được. Kẻ bị bắt thật thì chết. Mình đói bụng quá à. Sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em. Bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Cô ơi, cho tụi con hỏi. Đúng giờ chưa cô? Bạn ấy làm cho tụi con tìm khắp nơi. Đã tới lúc chúng ta bắt đầu rồi. Bầu trời thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật mình. Chúc đón sinh nhật vui vẻ.
Này là sinh nhật đơm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đơm ta luôn ngoan hiền, luôn luôn dễ thương. Chắc chắn mình sẽ có rất nhiều đồ chơi cho mà xem. Oh yeah. Đúng à, con ở nhà nha. Bây giờ ba mẹ ra ngoài và sẽ về vào lúc tối. Tạm biệt con yêu. Ba mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì sao ta? À, vẫn còn mà. Alo, đốm hả? Mình bận rồi, bye bye. Chủ nhân của số điện thoại này đã bận ăn tiệc, xin gọi lại sau. Mọi người đã quên sinh nhật mình rồi. Chúc mừng sinh nhật đó của cậu nè. Xích qua, xích qua. 1, 2, 3. Tại sao chứ? Tại vì đốm làm cái gì cũng không cẩn thận. Đáng trách hơn là sai còn không nhận lỗi. Đốm biết lỗi rồi, nhưng đốm phải làm sao bây giờ? Hãy tự suy nghĩ đi nha. Sinh nhật vui vẻ nha con trai. Này là sinh nhật đơm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đốm ta luôn ngoan hiền. Chúc mừng sinh nhật đơm yêu. Con có tưởng mọi người đã. Con xin lỗi vì những chuyện rắc rối đã xảy ra. Con không có cố ý đâu, nhưng không biết sao con quên mất tiêu. Phải như vậy chứ. Nào bây giờ thì thổi nến đi con trai của ba. Ngôi nhà đó thật đáng nghi. Nè đốm, bạn nhìn gì vậy? Thấy ngôi nhà này có đáng nghi không? À, cái ngôi nhà này á, là của ông Hà Mã. Cách đây 5 năm á, ông ấy đã chuyển nhà ở cùng với con trai của ổng tới thành phố khác rồi. Sao lại bị bỏ hoang như vậy? Chắc tại không có người ở thì nó bị bỏ hoang vậy thôi. Không đúng. Có thiệt không? Không thể nào. Tối hôm qua mình thấy có một cái bóng người lảng vảng trước ngôi nhà đó. Vậy chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi. Buổi tối không có ai dám ra ngoài đâu. Mình nghe người ta nói á, người ngoài hành tinh có phi thuyền. Mà bây giờ làm sao mình tìm phi thuyền đây? Bạn nói to, người ta phát hiện bây giờ. Không ổn, có thể sẽ bị phát hiện. Quay về, mình sẽ có kế hoạch tác chiến lần hai. Mình đã nói là có người ngoài hành tinh ở đây rồi mà. Bạn la to người ta tới bắt bây giờ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bác bò vàng, ủa sao bác lại ở đây?
Bác hỏi hai đứa mới đúng. Làm gì ở trong này? Nguy hiểm lắm biết không? Ui da, không phải trong này là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh hả bác? Ai bảo vậy? Đây là nhà của ông Hà Mã mà. Ông Hà Mã chuyển nhà cách đây lâu rồi. Vì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với vợ ông, cho nên ông không muốn bán. Vì nhớ bà, ông Hà Mã đã về lại ngôi nhà. Lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, tụi con biết lỗi, sẽ không dám nữa đâu. Lần sau tò mò cái gì thì phải hỏi người lớn nha. Không được tự ý hành động theo ý mình. Nào, lại đây, bác bế hai đứa ra. Quảnh tù si, thắng rồi. Ghét quá đi. Bắt được rồi, bắt được rồi. Lần này không có tính. Tại sao? Nếu mình không nói ghét quá đi để cái cây cổ thụ biến mất thì cậu đã bị... Hả? Hả? Chết rồi, đốm biến mất rồi. Làm sao bây giờ? Tất cả là lỗi của bạn không đó. Mình không có cố ý. Đốm ơi, lúc trước còn cái cây cổ thụ thì mình nó không bị nắng chiếu cho mặt như vậy. Thật ra thì mình rất yêu cái cây đó. Hả? Bạn vừa nói gì vậy? Mình nói yêu cái cây, vậy là nó quay trở lại. Vậy giờ mình chỉ cần nói là rất yêu đớn. Mình vừa nằm mơ rằng tụi mình có siêu năng lực á, có thể làm biến mất sự vật trong tích tắc nữa, rồi xuất hiện trở lại. Kỳ lạ thật. Không ghen ghét đố kỵ, hãy học cách yêu thương để mọi thứ mãi mãi bên mình. Mạnh lên nữa một bữa ơi, mạnh lên. Wow. Ủa, bạn không chém xích đu với tụi mình hả Tê To? Thôi, mình đi xem hoa. Trời ơi, chán chết. Bạn không thử làm sao biết chán chứ? Hả? Vậy thì mình thử. Ui giời, thế mình chơi xích đu một mình. Ấy, mình tìm được cỏ bốn lá nè. Wow, người ta nói cỏ bốn lá này á hên lắm đó. Nghe nói lá cỏ thứ tư tượng trưng cho sự may mắn, lá cỏ bình thường chỉ có ba lá thôi. Ồ, vậy hả? Ồ, phí giảm giá pizza 80% lận. Cỏ này hên thiệt đó nha. Tào lao, trùng hợp thôi. Bạn còn nói là trùng hợp hả? Ê, sao bạn hên quá vậy? Cho mình mượn cộng cỏ xíu đi. À, mình xin lỗi bụng bự nha. Nhưng mà để mình chạy về khoe với mẹ mình trước đã. Có cọng cỏ này rồi, từ nay ta không sợ bất kỳ cái gì hết. Cả lớp cất tập, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Đốm, bạn học bài chưa? Đã có cọng cỏ may mắn rồi, mình đâu còn phải học bài. Trời ơi, sao không hiểu chữ nào hết vậy? Con học hành thế nào mà kiểm tra được có một điểm vậy hả Đốm? Dạ, tại con có cọng cỏ bốn lá may mắn nên con nghĩ con không cần phải học bài. Trời ơi, có cỏ bốn lá là con không học bài hả? Không có thứ gì trên đời này đem lại may mắn hết. Mọi thành công phải từ nỗ lực, cố gắng mà có được. Nhưng mà
có lúc cũng gặp may thiệt mà. May mắn hay xui xẻo chỉ là do cách chúng ta nghĩ về sự trùng hợp. Bạn bè học bài rất nhiều được 10 điểm, con không học chữ nào cũng được 10 điểm. Con có thấy công bằng hay không? Dạ, con hiểu ý mẹ rồi. Sau này con sẽ không ỷ lại vào bất cứ thứ gì nữa, mà sẽ tự cố gắng đạt được điều mình muốn. Chết nè, chết là chưa. Mày dám chạy đâu? Con gián. Con gián bò đâu rồi đó? À, dạ, hình như nó chạy ra ngoài cửa rồi mà. Con gián đâu? Con gián đâu rồi? Hả? Con gián nhìn cũng dễ thương mà ta. Sao mẹ lại ghét con gián vậy ta? Nhìn cũng giống con dế hay cào cào thôi. Mình nghe tivi nói mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Chắc là gián phải có nhiệm vụ gì đó, đúng không? Bạn nói đúng đó, chắc là mình phải bảo vệ loài gián thôi. Có chuyện gì vậy? Bạn cho mình mượn cái nhà búp bê của bạn được không? Mấy bạn đợi mình xíu nha. Ủa, mà mấy bạn định làm gì vậy? Tụi mình nuôi con này nè. Hình như phụ nữ ai cũng sợ gián. Được rồi, mấy bạn dám nuôi gián hả? Bây giờ bạn đã có nhà riêng rồi, bạn muốn làm gì cũng được, không sợ ai phá hết. Trời đất ơi, ở đây mà nhiều gián quá vậy. Trời ơi, ai cứu tôi vậy? Hey, biệt đội tiêu diệt gián đã có mặt. Chết nè, chết nè, chết rồi nè, chết rồi nè. May mà có các mẹ với xe to cứu đó. Còn hay quá ha, dám nuôi con gián. Con có biết là con gián là loài côn trùng mang mầm bệnh cho con người hay không? Dạ, tại tụi con cũng phải bảo vệ đa dạng sinh học. Đúng là mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Nhưng nhà ở không phải là nơi để nuôi gián. Giống như con người thì không thể sống ở dưới nước vậy đó. Con biết chưa? Dạ, bây giờ tụi con hiểu rồi. Sau này con sẽ không nuôi những loài có hại trong nhà nữa. Sên kìa. Hồi xưa người ta nói chậm như rùa mà, giờ mình mới biết chậm như ốc sên đó. Có khi á còn chậm hơn rùa nữa chứ. Mấy bạn vô duyên vừa thôi, không thấy ốc sên đeo cái vỏ to đùng trên lưng hả? Mình mà có đeo cái vỏ bé lớn như vậy nè cũng chỉ nhanh hơn nhiều. Đúng luôn, mập như mình còn chạy nhanh hơn nữa. Mà mình nghe nói á, nếu rắc muối vào ốc sên thì nó sẽ sủi bọt mà chết đó, thử không? Tự tin quá ha. Ủa, bây giờ đâu phải là Tết đâu mà thần tài xuất hiện. Hễ có chuyện bất bình là ta xuất hiện. Bộ ham lì xì lắm hay sao mà gặp ta là nhớ Tết. Ủa mà, ở đây đâu có chuyện gì bất bình đâu không? Ở đây có một vụ ăn hiếp vừa diễn ra. Nạn nhân là chú ốc sên nhỏ. Ôi ôi, mấy ông thần nhiều chuyện quá à. Mâm nào cũng có mặt ổng hết á. Ta có nghe nói các ngươi tự tin chạy nhanh hơn ốc sên có đúng không? Được, ta sẽ cho các ngươi thử sức. Hả?
Bây giờ hai ngươi thử đua với ốc sên xem ai về đích đầu tiên sẽ được một điều ước từ ta, còn thua sẽ phải nhỏ như vậy suốt đời. Ta và tai to ở đây sẽ làm khán giả xem ba ngươi đua. À quên, còn thiếu cái giỏ nữa mới công bằng chứ. Bây giờ thì xem ai nhanh hơn ai nha. Được, đua thì đua, sợ gì? Chết rồi, hồi nãy hồ theo đốm nói chi, chứ giờ phải chạy gì trời. Bụng bự như vậy, sao không chạy nổi? Các thí sinh đã chuẩn bị chưa? Ăn vào sẽ chết đó. Không, ăn vào sẽ chết đó. Ê, nhả ra đi, đu cái đó không được đâu. Sao mà chết được? Ta vốn là robot sinh học được chế tạo ra với mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Robot sinh học, tức là nửa người nửa máy hả? Đúng rồi, một nửa của ta là người máy. Viên pha lê đã cho ta đủ năng lượng để phát nổ cả thành phố này rồi. Khoan đã, nếu thành phố này nổ hết, chẳng phải ngươi cũng banh xác luôn hay sao? Đúng rồi, đây chính là đánh bom cảm tử. Ăn pha lê không có no bằng ăn bánh mì đâu. Nửa bên tay trái của hắn là máy, còn nửa bên tay phải vẫn là sinh vật bình thường đó ba. Tối hôm qua còn có băng bó cho chân phải của hắn đó. Vậy thì chỉ cần tấn công vô phần bên phải của hắn là được. Ấn tượng lắm. Các ngươi nghĩ chỉ bên trái của ta là mấy chứ gì? Tin buồn là các ngươi đã sai rồi. Giỡn thế đủ rồi. Ta phát nổ đây. Đơm, chạy đi. Thả ta ra. Ta sinh ra chỉ có mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Không có ai trên đời này có mục đích là đánh bom cảm tử hết. Thức tỉnh đi. Có ta nè. Ta là robot chứ có phải là người đâu. Cái lò phản ứng nổ đã kích hoạt tự hủy trong vòng 10, 9. Đừng hòng. Đêm, con chạy đi đâu vậy? Con sẽ ôm chiếc bom ném ra ngoài. Con không để ba và mọi người chết đâu. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau. Đó là tình người mà. Tình người hả? Ba, hai, một. Con có thấy rằng chính tình thương đã cứu cả thành phố hay không? Đốm đốm, mua rồi kìa. Tối nay hẹn ra công viên bắt dế nha. Bụng bự, lại nói chuyện trong lớp nữa hả? Được con dế than rồi. Bạn bắt được con nào chứ bụng bự? Hi, bắt được con dế lửa nè. Ủa mà mấy bạn bắt dế chi vậy? Ngày mai bạn sẽ biết. Yeah, tới giờ ra chơi rồi. Chiến rồi đốm. Ý, đá dế hả? Hả? Đá dế? Chuẩn bị đá rồi. Mấy bạn bắt con dế của mình hay cua đốm nè. Nhanh đi. Mình bắt con dế lửa của bụng bự rồi. Vậy thôi, mình bắt dế than. Cố lên dế than.
chơi bạo lực quá à, tội nghiệp mấy con dế quá. Trời ơi, bạn để im cho mấy con dế tập trung đá đi. Hooray, thắng rồi, yeah. Ây, xui quá. Thôi mấy bạn đừng chơi đá dế nữa, mấy con dế bị đá sụi vào, sức đầu mẻ chán hết trơn rồi, có gì vui đâu. Bạn không biết gì hết, mấy con dế này có biết làm gì khác ngoài đá dế đâu. Mấy em chắc chưa? Tất cả các em chiều nay đi chỗ này với tôi. Ủa, cô dắt mình đi đâu vậy? Không lẽ đi làm bản kiểm điểm? Cô ơi, cô dắt bọn em ra vườn hoa làm gì vậy? Ngày xưa, nơi đây là vùng đất khô cằn, mọi người đã cùng nhau canh tác, làm cho khu đất này trở nên trù phú như bây giờ. Trong đó có công lớn nhất là chú Dế đã đào hang, chăm bón cho đất. Trò chơi đá dế là trò chơi bạo lực, bắt những con dế thiệt hại lẫn nhau, trong khi dế là loài có ích cho môi trường và dế là những nhạc sĩ đại tài trong thiên nhiên. Dạ, tụi con hiểu rồi. Loài dế vừa dũng cảm, vừa đa tài, lại vừa có ích nữa. Đúng là hơn bụng bự nhiều. Đơn. Trời rụng lông luôn mà xe còn chưa tới nữa. Chờ xíu đi, xe từ quê xa lắm chứ bộ. Chết mà sắp tới hả? Đốm, Đốm, con nhớ ra bến xe lấy đồ bà ngoại gửi lên đó nha. Dạ dạ. Ủa, mà xe số mấy vậy Đốm? Chết rồi, lúc nãy mày nói gì quên hết trơn rồi. Trời ơi, ý bạn là nãy giờ mình chờ cũng như không hả? À, thì năm ngoái mình nhận đồ từ cái xe màu đỏ. Bạn có biết bến xe này biết bao nhiêu là chiếc xe màu đỏ không? Thôi chạy về nhà Đốm thiệt nhanh rồi hỏi mẹ Đốm đi. Mình ngửi thấy có mùi gì đó, mùi làm mình điên lên gì đó. Hả? Mấy bạn biết mình đang nói về cái gì không? Sao lại cứ giả ngơ đi? Là mùi bánh tét của bà ngoại. Đúng rồi, là bánh tét ngon nhất qua đất. Chỉ cần ăn một lần là ghiền luôn. Sao biết hộp nào là của bà ngoại gửi lên? Vậy thì mình phải mở từng hộp thôi. Ồ, hộp này nè, mở ngay hộp đầu tiên luôn á. Ê, bên trong đây cũng toàn là bánh tét nè. Hình như trong xe này chở toàn là bánh tét không à. Mấy bạn biết định luật bảo tàng bánh tét mà phải không? Bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ quê lên bụng của tụi mình thôi. Chuẩn luôn. Chiến đi mấy đứa. Nhầm 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 nhầm. Hay đó, nhưng mà chưa bằng mình đâu. Coi mình nè. Mấy bạn gọi đó là bánh tét hả? Nhìn cao thủ nè. Khí công bánh tét chuẩn. Cao thủ, cao thủ. Không ngờ bụng bự biết chiêu này, lợi hại thiệt. Không dám, không dám. Chẳng qua về việc ăn uống thì bụng bự đây chưa từng ngán đứa nào cả. Ngon quá.
đói quá thì khổ, mà no quá cũng chẳng sướng gì đâu. Ủa, nhưng mà mẹ đứng dặn là đi lấy đồ mà tụi mình lỡ ăn hết rồi, tính sao giờ? Hết đâu mà hết, còn một cái bánh mình chưa ăn nào. Không lẽ nói mẹ là bà ngoại gửi lên chỉ có mỗi một cái bánh thôi hả? Tại tao nói đúng á, bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, cái nào lỡ ăn rồi thì không ói được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Trời ơi, nó mà không đem đồ về là sẽ bị đánh tét đít luôn á. Đánh tét đít. Nãy giờ bạn ăn bánh tét quá chừng còn gì nữa. À, từ nãy giờ mấy bạn cũng ăn chung á nha. Đặc biệt là bụng bự ăn nhiều nhất á. Mình không biết gì hết. Thôi, đừng có cãi nữa, mình nghĩ ra cách rồi nè. Ờ, đúng rồi tay to, đỡ mình dậy rồi, hai đứa mình cũng chạy thiệt lẹ. Kệ đóm đi. Yeah. Định luật bánh tét không tự nhiên sinh ra, vậy thì mình phải tự làm bánh tét thôi. Hả? Làm bánh tét? Đớp, nguyên liệu vỏ bánh đã đủ chưa? Báo cáo. Nếp dẻo, lá chuối, dừa khô, dây buộc đã sẵn sàng. Bụng bụng, nguyên liệu nhân bánh thế nào rồi? Báo cáo. Đậu xanh, thịt mỡ, hành lá, hột vịt muối đã sẵn sàng. Rồi bây giờ chúng ta phải bắt đầu gói bánh thôi. Rõ. Ủa, mà gói thì sao? Cả đám có ai biết gói bánh đâu. Đừng có nhìn mình. Đó giờ mình chỉ biết ăn thôi, không có biết gói đâu. Hay là mình gói đại đi, lấy phần vỏ bánh bọc bên ngoài, phần nhân bánh nhét vô trong, gói lại rồi đem nấu lên. Ờ, đúng rồi á, làm đại đi. Nổi lửa lên mấy bạn. Vô vô. Bập bùng bập bùng bập bùng. Bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng. Yeah, chính rồi chính rồi. Mở nắp ra đi. Thôi sao? Chắc không sao đâu đớm. Một lát nói mình đi xe xấu quá nên bánh tét bị bể. Mấy đứa đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Đi lấy đồ gì mà đi cả ngày hả? Người ta mang bánh tét tới tận nhà của mình rồi kìa. Thôi, vô nhà đi mấy đứa. Mẹ cắt bánh tét cho ăn. Hả? Đứa nào ăn hết nguyên xe bánh tét của tôi? Đúng là không nên ăn những thứ mà không phải của mình mà.